Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Thưa quý vị, đối với những con giáp này, ngày 14 tháng 12 âm lịch chính là ngày đại cát của họ. Chỉ cần chờ tới khi mặt trời mọc và sưởi ấm vạn vật trên trái đất, các bạn sẽ nhận được lộc trời ban. Trong ngày hôm nay, cuộc sống của các bạn như bước sang một trang mới. Các bạn sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên bởi chính các bạn cũng không thể nghĩ rằng mình sẽ may mắn đến như vậy. Các bạn sẽ có một cơ hội bốc thăm trúng thưởng khi mua hàng, ra đường được lộc ăn uống, được bạn bè chiêu đãi của ngon vật lạ. Trong tình yêu, các bạn sẽ bất ngờ nhận được lời tỏ tình của một cô gái xinh đẹp hoặc một chàng trai tuấn tú phong độ. Và đó là các con giáp Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu. Các bạn hãy hoan hỉ mà đón nhận lộc nhé! Tuổi Tý. Xem tử vi ngày 14 tháng 12 âm lịch của 12 con giáp, người tuổi Tý đang ở đúng vị trí của mình, vì thế hãy nỗ lực hết sức để phấn đấu. Tam hội xuất hiện sẽ giúp bản mệnh giảm đáng kể áp lực mà bạn phải chịu đựng trước đó. Nhờ vậy, bạn sẽ có thêm động lực để giải quyết nhiệm vụ nhanh chóng. Vận may tài lộc cũng đến với con giáp này khi người tuổi Tý nhạy bén trong việc nắm bắt thời cơ một cách chính xác. Nhờ vậy có thể kiếm được một khoản lợi nhuận kha khá cho mình. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều có thu nhập tăng tiến. Tuy nhiên, phương diện tình yêu có đôi chút khúc mắc do hai bạn còn chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau. Mọi việc đều có thể tháo gỡ nếu cả hai có một cuộc nói chuyện rõ ràng. Hãy chủ động làm lành sớm, nếu không bạn sẽ là người hối hận nhiều hơn đó Tý nhé. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân thân Tý Thìn của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Dần, lục hợp cục mang tới cho người tuổi Dần tâm trạng vui vẻ, tràn đầy niềm vui trong ngày hôm nay. Tinh thần làm việc phấn chấn, tỉnh táo, lại có quý nhân phù trợ nên mọi chuyện đều thuận lợi. Bạn cũng nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp để kéo năng suất chung cao hơn. Tài chính trong ngày này cũng không có gì phải lo lắng. Bạn kiếm được lợi nhuận không nhỏ từ những mối làm ăn đã xây dựng trước đó. Uy tín của con giáp này trên thương trường càng được nâng cao thì càng có nhiều khách hàng muốn làm việc và hợp tác với bạn. Về mặt tình cảm, may mắn về đường tình duyên cuối cùng cũng tìm đến gõ cửa bạn. Ngũ hành thủy sinh thổ giúp người độc thân có nhiều cơ hội tìm được ý chung nhân, nhưng bạn cũng đừng kén chọn quá, kẻo để lỡ cơ hội lần này. Tình hình sức khỏe của người tuổi Dần trong ngày Quý Hợi duy trì ở mức ổn định. Dù đôi khi công việc bận rộn, áp lực cuộc sống đè lên vai, nhưng bạn luôn biết cách giải tỏa căng thẳng cho bản thân, không để sức khỏe bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, sự thay đổi thời tiết cũng khiến bạn tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải, làm việc thiếu tập trung. Nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mão. Tử vi ngày 14 tháng 12 âm lịch của 12 con giáp dự báo, nhờ tam hợp che chở, hôm nay được coi là một ngày may mắn với người tuổi Mão khi các phương diện của bạn đều khá hanh thông. Công việc ở thời điểm này đã diễn ra theo đúng kế hoạch của bản mệnh, không có gì phải lo lắng nữa. Tài lộc cũng rất khả quan, mọi áp lực tài chính dường như đã được gỡ bỏ do có người hỗ trợ. Thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, trúng số, có thêm một món nhờ những khoản đầu tư trước đây. Dù vậy, cơ hội luôn đi kèm với thách thức, may mắn đi liền với xui xẻo. Vì vậy, bạn nên thận trọng trong việc chi tiêu số tiền này sao cho phù hợp. Lại thêm ngũ hành tương sinh nên tình cảm đôi lứa vô cùng thăng hoa. Bạn thích nói lời yêu thương tới một nửa của mình, đây chính là liều thuốc tuyệt vời cho tình cảm đôi lứa. Chỉ tiếc không phải lúc nào bạn cũng biết dùng nên khiến mối quan hệ có lúc khá lạnh nhạt. Đáng chú ý, tình hình sức khỏe ngày này có phần sa sút do có hung tinh tác động. Bạn có thể thường thấy cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng, hung tinh còn mang điềm báo tai họa, thậm chí bản mệnh còn gặp phải họa huyết quang, ảnh hưởng đến thân thể. Vì vậy, khi tham gia giao thông hay làm việc, cần hết sức tập trung và chú ý. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ.
Hôm nay được coi là một ngày vượng tài với người tuổi Ngọ nhờ thiên tài chiếu mệnh. Con giáp này biết cách kiếm tiền từ nhiều nguồn để cải thiện thu nhập của mình. Lúc này bạn không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, bạn đủ sức cám đáng nếu có sự cố bất ngờ cần dùng đến tiền. Công việc cũng không phải có gì lo lắng, thời điểm này thuận lợi là thế, nhưng việc này đồng nghĩa nhiều nhiệm vụ hơn, bản mệnh cũng cần nỗ lực làm việc hơn. Người tuổi Ngọ sẽ có thêm trách nhiệm phải gánh vác, thách thức là không nhỏ. Tuy nhiên ngũ hành xung khắc sẽ đe dọa đến hạnh phúc bản mệnh và người ấy. Con giáp này có thể lâm vào cảnh tan vỡ tình cảm nếu không biết trân trọng hạnh phúc của mình. Người có đôi nên vạch rõ ranh giới của mình trong mối quan hệ với những người khác phái. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc. Chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi, nhờ tam hợp độ mệnh, công việc của tuổi Mùi có những bước ngoặt quan trọng, rất may là chúng phát triển theo hướng tích cực. Bạn gặp gỡ và làm quen với những người có nâng đỡ cho sự nghiệp của mình. Đây là cơ hội tốt, hãy tận dụng triệt để tăng thêm lợi thế cho mình. Tuy nhiên, sự giúp đỡ từ phía người khác chỉ mang tính chất tạm thời. Muốn lâu bền thì tuổi Mùi vẫn cần tự nâng cao năng lực và hoàn thiện kỹ năng cá nhân. Tranh thủ thời gian này để học tập, định hướng bản thân sẽ rất hữu ích cho sự nghiệp về lâu về dài. Không những vậy, con giáp này còn gặp may ở phương diện tình cảm. Cát khí giúp người có đôi nhanh chóng hàn gắn được những rạn nứt trước đó khi cả hai đều không muốn đánh mất tình yêu này. Người độc thân cũng tự tin thể hiện bản thân, tăng cơ hội gặp gỡ người phù hợp. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc. Chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu, thiên ấn xuất hiện trong tử vi hôm nay của tuổi Dậu cho thấy bản mệnh có thể có cơ hội để thăng tiến trên con đường công danh sự nghiệp. Cát tinh ở bên tạo ra lợi thế cho con giáp này thể hiện năng lực của mình, nổi trội hơn hẳn giữa đám đông. Hơn thế nữa, vận may còn đến trong các vấn đề tiền bạc, bản mệnh có thể đứng trước cơ hội đầu tư lý tưởng trong thời gian này. Tuy nhiên, dù vận trình tài lộc cho dù tốt tới đâu thì cũng không cho phép bản thân mình được chi tiêu quá thoải mái, kẻo tiền bạc có là núi cũng hết sống thôi. Về mặt tình cảm, sự cứng nhắc về mặt thái độ, hành động, dù là của bạn hay đối phương cũng sẽ khiến quan hệ này khó phát triển lâu dài được. Khi còn bên nhau, hãy cố gắng mềm mỏng, vì đó là người mà ta yêu thương, đừng để đến lúc mất đi mới hối hận. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức thứ năm ngày 5 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày Quý Hợi, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Đại Hải Thủy, ngày Quý Hợi thuộc hành thủy, khắc hành hỏa, đặc biệt là tuổi Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày Hợi lục hợp dần, tam hợp Mão và Mùi thành mộc cục, xung Tỵ, hình Hợi, hại thân, phá dần, tuyệt Ngọ. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Đinh Tỵ và Ất Tỵ. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!